Những sự thay đổi vượt trội và lột xác của chiếc Xpander 2020 so với phiên bản tiền nhiệm của nó là 2018 và 2019 ở những cái tiêu chuẩn như sau. Đó là toàn bộ đèn pha của xe đã được thay đổi, đó là đèn full LED, và bộ narăng của xe cũng đã được thay đổi bằng narăng 5 chấu đơn được phay những cái chấu kép đan xen vào với nhau. Vâng. Và cái sự thay đổi tiếp theo mà ta có thể nhận biết đặc trưng ở dòng Xpander 2020 đó là toàn bộ ghế da của xe đã được trang bị, đó là ghế da nguyên bản theo hãng. Còn nếu như những cái phiên bản 18, 19 thì đều là ghế nỉ theo xe thôi anh chị ạ. Và xe đã nâng cấp lên được đó là chế độ đi ga tự động đó. Và thứ hai nữa đó là được lên màn hình. Và cụ thể cái màn hình này là màn hình đã lên được màn hình Android đã giải trí đa phương tiện rồi. Đấy, và cái chiếc Xpander này thì cái bộ ghế da này là nó thay đổi toàn diện luôn anh chị nhé. Thay đổi toàn diện luôn, toàn bộ đây là ghế da cao cấp nguyên bản theo hãng này. Đấy, đây là chỉ có đời 2020 thì mới có thôi. Chất lượng đi lên và thay đổi về form dáng. Đây chị nhìn này, về kể cả narăng đã được là đã phay rồi. Và đây là một chiếc xe mới chạy có đời 2020. Đây, đế lốp vẫn theo xe từ đầu anh chị nhé. Và mới lăn bánh có 3,5 vạn chuẩn thôi, cho nên lốp còn dày đến mức độ như thế này. Và hệ thống đèn phía sau cũng được thay đổi toàn bộ, đó là đèn full LED với những cái dải sáng trải dài trải rộng như thế này. Vậy thì nếu như việc so sánh với việc đó là anh chị mua một phiên bản 2018, 2019 thì ta mua một chiếc phiên bản 2020 thì nó có nhiều đặc điểm vượt trội hơn hẳn anh chị ạ. Nhiều đặc điểm vượt trội hơn hẳn và đẹp hơn hẳn. Đấy, cái chiếc xe này thì lại là một cái chiếc xe rất là đẹp về chất lượng này. 4 quả lốp còn theo xe nguyên bản từ đầu, và đây, đế lốp là 2020 và mới chạy đúng có lăn bánh có 3,5 vạn thôi. Toàn bộ nội thất là theo xe cả. Đây, một chiếc xe mà rất đẹp luôn. Và như anh chị đã biết, với tiêu chí chỉ làm xe đẹp và xe chất lượng thôi, thì khi anh chị đến với những sản phẩm của bên công ty Ba Tư Phan thì đều có được sự hài lòng. Và bây giờ anh chị sẽ cùng em đi chi tiết hơn về cái chiếc xe mà em muốn giới thiệu với anh chị. Đây, từ những cái củ số này, từ những cái vô lăng này, hộp số tự động được trang bị cho chiếc xe này là hộp số tự động 6 cấp anh chị nhé. Đấy, hộp số tự động 6 cấp. Điều hòa thì vẫn là điều hòa cơ, nhưng mà được cái thì chiếc xe đã lên đến nổ sát tốp chìa khóa thông minh rồi. Các ô cửa gió được thiết kế ở các vị trí rất là thuận lợi để mang lại cái độ mát chuẩn cho chiếc xe. Màn hình cam lùi theo xe này, và được trang bị cam hành trình này. Bác chủ này bác rất cẩn thận luôn. Và đặc biệt chiếc xe này có lăn bánh đúng chuẩn 3,5 vạn nhé. Không sai 1 km luôn. Các bác nhìn bản lốp dày, và nhìn bộ ghế da nó đẹp như thế này, vô lăng của xe nó đẹp như thế này, thì chắc chắn là các bác nhìn với km này thì em bao cả km cho các bác nhé. Bao cả km cho các bác luôn. Và đây các bác nhìn cái bộ ghế da nguyên bản theo xe, nó còn căng đét như thế này. Đấy, căng đét như thế này. Với cái việc đó là nếu như phiên bản cũ thì ta không có bộ ghế da theo xe mà các bác phải đầu tư thêm, thì cái bộ ghế da nguyên bản theo hãng thì bao giờ nó cũng xịn hơn và nó chắc chắn hơn. Bậc bệ lên xuống cũng được bác chủ giữ nguyên này. Đấy, đã bọc sàn da rồi này. Và tất cả từng chi tiết của xe đó, nguyên zin nguyên bản, từng con ốc đã được bên em kiểm tra rất là kỹ càng. Và từ những cái đường, những cái táp ly cửa đều được bọc nhựa cứng này. Nhựa cứng rất đẹp luôn các bác nhé. Đây, bậc tì tay này. Đấy, một chiếc xe đẹp thì ta nhìn thấy tổng thể chiếc xe nó rất là chuẩn. Rất là chuẩn đấy. Tất cả các chi tiết rồi các đường nét của xe là nó đẹp. Ngay cả cái gáo gương cũng đã được bác chủ nâng cấp lên cái mạ inox để tránh chảy xước rồi. Và từng cái đường nét của xe các bác nhìn, cái đường kết nối của xe này, nó liền lạc nhau đúng không ạ? Đấy, một chiếc xe đẹp và một chiếc xe chuẩn là nó được có những cái yếu tố ăn theo như thế để các bác có thể thấy được. Bậc bệ lên xuống tránh chảy xước, đây là sự cẩn thận của bác chủ thôi. Còn đây các bác nhìn này, đấy, đấy, cái xe nó đẹp như thế này đấy ạ. Nó đẹp như thế này đấy ạ. Vâng. Và đây, từng chi tiết xe. Chiếc xe và 3,5 vạn nó khác hẳn với chiếc xe là 7-8 vạn anh chị nhé. Vậy cho nên cái giá trị của nó cũng khác biệt hoàn toàn. Với chiếc xe 7-8 vạn nó có giá trị khác hẳn so với những chiếc xe chạy 3,5 vạn như em đang giới thiệu với lại các bác đây. Đây, độ đẹp của chiếc xe đây, toàn bộ đây là chất liệu nhựa thôi, được mạ thôi, còn lại đây là chất liệu nhựa da này. Đấy, còn lại các đường gioăng xe này. Đấy, dày dặn và rất là mới luôn. Về nội thất của chiếc xe này thì đây là một chiếc xe rất mới. Form dáng của dòng Xpander thì khi mà nó lăn bánh và xuất xưởng năm 2018 thì nó đã đánh bật tất cả các thị phần. Bởi vì form dáng đẹp, công nghệ cao và rất là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, mức tiêu nhiên liệu của chiếc Xpander này
nó là một mức tiêu nhiên liệu trong mơ với bất kỳ một chiếc xe 7 chỗ nào, mà không có đối thủ luôn. Một chiếc xe 7 chỗ mà các bác nhìn thấy được là có 5,9 lít/100 km, đúng không ạ? Đấy, 5,9 lít/100 km ngoài đô thị. Vậy thì đường kết hợp, các bác nhìn thấy là cái số này nó in to hơn hẳn hai cái số này. Thì đây có nghĩa là cái cung đường mà chạy thường xuyên thì chỉ có 6,9 lít thôi. Rất là tiết kiệm, không một chiếc xe nào tiết kiệm hơn. Xe nhập khẩu chính thức từ Indonesia. Đấy. Và các bác nhìn này, chất lượng xe này, từ cái đường khuy cửa nó còn xuất sắc đến mức độ như thế này. Và từ những con ốc máy, các bác nhìn này, từ những con ốc này, nó nguyên chấm sơn nhà sản xuất và chưa từng tháo mở. Thì những cái chi tiết này thì bên em kiểm tra rất kỹ. Bởi vì khi kiểm tra kỹ thì bên em sẽ có đầu vào tốt, thì sẽ bảo hành cam kết được cho quý khách hàng khi mà quý khách hàng tiếp cận với những sản phẩm của bên công ty Ba Tư Phan, đúng không ạ? 3,5 vạn nha anh chị nhá. Các anh chị lưu ý, cái chiếc xe 3,5 vạn nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe chạy 6,7 vạn. Giá trị cũng khác hoàn toàn và chất lượng cũng khác hoàn toàn. Đây các bác ạ. Vâng. Tuyển chọn từ đầu về cho các bác này. Đấy, tem mác còn nguyên zin này, những cái chi tiết khóa khuy cửa nó còn mới và đẹp như thế này. Và đây, bộ ghế da nó còn đẹp đến mức độ như thế này thì không phải bàn rồi, đúng không ạ? Và các bác có thể nhận thấy được là từ chi tiết, ngay cả từ những cái chiếc xe nó chạy nhiều thì những cái logo này nó sẽ bong chóc hết ra, nó không còn một cái chi tiết nào là dày dặn chất lượng nữa. 3,5 vạn chuẩn các bác nhé. Đấy, mặt đồng hồ đẹp. Xe được trang bị chế độ chống trơn trượt cân bằng điện tử, có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu. Đã là máy 1.5 rồi, đã vô cùng tiết kiệm rồi nhưng mà nó lại vẫn có chế độ eco các bác nhé. Đó là cái sự thiết kế hoàn hảo đến từ một cái thương hiệu xe Nhật, Mitsubishi, và là Xpander. Đấy. Cái hãng này thì nó đã không quá là xa lạ với các bác rồi, mà đây là một hãng mà nó rất quen thuộc. Và cái chiếc Xpander là một cái chiếc xe mà nó giữ giá bậc nhất luôn. Bởi vì thứ nhất là cái giá trị của nó cũng đã rẻ rồi, đó là cái yếu tố tại sao nó giữ giá. Và cái yếu tố thứ hai nữa đó là cái chiếc xe. Đấy, cái chiếc xe mà nó được cái sự yêu chuộng và được sự chấp nhận của người sử dụng thì bản thân nó lại càng giữ giá hơn. Và các bác nhìn form dáng của chiếc xe này. Đây ạ, vâng. Đây này, em đang quay ngoài nắng cho nên các bác nhìn thấy này. Đây, các chi tiết này. Đẹp chuẩn đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Chiếc xe này khẳng định đó là 3,5 vạn đối với một chiếc xe 2020. Có nghĩa là lăn bánh 3 năm rồi, 3,5 vạn thì quá đẹp rồi, không còn gì có thể đẹp hơn. Về form dáng của Xpander phiên bản 2020 như em đã chia sẻ, đó là toàn bộ đèn pha là đèn full LED, cho ánh sáng rất tốt luôn. Và mặt ca lăng cũng đã thiết kế bằng những cái thanh mạ chrome nằm đan xen chéo vào với nhau. Thiết kế đèn gầm nằm ở phía bên dưới, đặc biệt đó là mặt đèn pha to bản, nhìn nó rất là hoành tráng, đúng không ạ? Rất là hoành tráng. Và cái đèn xi nhang thì được tích ở phía bên trên, đó là giải LED. Cũng cực kỳ sáng và đẹp. Và cực kỳ sáng và đẹp. Nhìn phần đèn này thôi các bác đã biết được cái độ chuẩn mực và cái chất lượng của xe bên em rồi. Chung hàng tuyển thì bao giờ nó cũng khác, đúng không ạ? Nó cũng có sự khác biệt. Máy này, cabo các bác này. Đấy, cabo không một dứt vết luôn. Và ngay cả những cái miếng dính cabo phía bên trên vẫn còn nguyên bản, những cái lỗ tròn như thế này. Đấy, tem mác xe còn nguyên bản như thế này đấy ạ. Và các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Với những sản phẩm chất lượng của bên công ty Ba Tư Phan, từ phần đèn, tai đèn còn nguyên này. Và phần máy này, các bác nhìn phần máy sáng choang luôn. Xpander được cái là cái cỗ máy rất sáng luôn. Và những càng cỗ máy chạy ít thì nó còn càng có độ sáng, và những cái chi tiết ốc ở bên trong nó còn đẹp như thế này. Xe thì Xpander nó nổi trội ở khối động cơ, đó là 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Với như mức chia sẻ của em, đó là chỉ có 6,9 lít/100 km thôi. Không một chiếc xe 7 chỗ nào tiết kiệm hơn chiếc xe này đâu. Máy sáng đẹp và zin từ gioăng chẳng cò nhé. 3,5 vạn chuẩn. Tiêu chí làm xe đẹp của bên công ty Ba Tư Phan luôn luôn là đặt lên hàng đầu. Để mang lại những sản phẩm chất lượng và niềm tin với quý khách hàng thì bên em luôn luôn đặt tiêu chí chỉ làm xe đẹp, nói không với xe kém và xe đâm đụng tai nạn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, từng con ốc nó đẹp đến mức độ như thế này. Nên là tất cả những khách hàng mà khi đã xem clip của em Dũng làm, của em Công làm thì anh chị đều có sự hài lòng khi mà anh chị trực tiếp đến xem xe một lần nữa, hoặc là bên em trực tiếp ship xe đến tại nhà cho anh chị để anh chị kiểm tra theo các hình thức khác nhau. Vâng, máy nổ êm không ạ? Máy nổ rất êm nhé. Tất cả những anh chị nào đang trực tiếp xem bài review chiếc Xpander 2020 phiên bản số tự động của em Dũng ở đây thì anh chị hãy tặng em một nút like đi. Xe đẹp tặng em một nút like, hoặc chia sẻ cái bài viết này lên các kênh Zalo, Facebook
để cái chiếc xe này có thể tiếp cận được với nhiều anh chị khác nhau. Vâng, vậy thì tổng thể chiếc Xpander 2020 phiên bản số tự động, động cơ 1.5, công nghệ đến từ xe Nhật. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 545 triệu đồng. Chiếc xe này lăn bánh đúng 3,5 vạn, nguyên zin nguyên bản, bảo hành pháp lý, sang tên đổi chủ cho quý khách hàng. Chính vì thế cho nên là anh chị cứ yên tâm, cứ đến với bên em là anh chị sẽ mua được xe đẹp và xe chất. Và đến với bên em là anh chị sẽ mang lại được sự hài lòng. Với tất cả những tiêu chí làm xe thì anh chị cứ hoàn toàn yên tâm tuyệt đối nhé. Và một chiếc xe đẹp, và những chiếc xe đẹp thì bao giờ cũng lấy được niềm tin của quý khách hàng. Và một chiếc xe chuẩn thì bao giờ cũng mang lại được cái uy tín của bên công ty. Vậy thì thay mặt bên ekip công ty Ba Tư Phan thì em Công xin cảm ơn sự theo dõi của quý khách hàng. Nếu như anh chị nào cảm thấy chiếc xe này phù hợp thì anh chị điện thoại trực tiếp tới số hotline của em Công, đó là 0964 834 834. Và địa chỉ của bên công ty Ba Tư Phan đó là 32 đường An Định, thành phố Hải Dương. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý khách hàng.